iPad, iMac mới tại Việt Nam. Theo thông tin từ hệ thống ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam là FSTUZIO, Apple đã chính thức mang loạt sản phẩm mới của hãng về Việt Nam và lên kệ ngay đầu tuần này. Nổi bật trong lần lên kệ này là bộ đôi iPad mini 5, 79 INCH và iPad Air 3, 105 INCH. iPad mini 5 được giới công nghệ đánh giá là sự pha trộn hoàn hảo giữa cũ và mới so với phiên bản trước. Thiết kế của iPad mini phiên bản mới không có nhiều thay đổi với màn hình Retina 7.9 inch nhỏ gọn mà tập trung chủ yếu vào cấu hình và nâng cao trải nghiệm. Nhà sản xuất mạnh tay trang bị cho máy CHIPA12BIONIC mới nhất hiện nay. Đây cũng là công chip được dùng trên iPhone Smart và được ví như trái tim giúp máy hoạt động mạnh mẽ, xử lý hình ảnh và đồ họa mượt mà nhất. iPad mini 5 còn sử dụng được với Apple Pencil, Gen 1, giúp người dùng có thể ghi chép, viết vẽ nhiều như học sinh, sinh viên, doanh nhân. Cùng với iPad mini 5, iPad Air 3, 105 INCH, cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia công nghệ. Phiên bản 2019 được nâng cấp mạnh mẽ cả về cấu hình lẫn màn hình. Tương tự iPad mini 5, sản phẩm này cũng có trái tim là CHIPA12BIONIC, sử dụng được với Apple Pencil, GEN1. Điểm khác biệt lớn nhất chính là kích thước. iPad Air 3 sở hữu màn hình Retina, khủng lên đến 10.5 inch. Cả iPad mini 5 và iPad Air 3 đều sẽ có hai mức dung lượng 64GB và 256GB cho cả hai phiên bản wi Phi và 4G cellular. Ba màu sắc đặc trưng nhất của Apple là vàng, bạc, xám cũng sẽ có mặt đầy đủ ở cả hai phiên bản này. Bên cạnh iPad, Apple cũng bán iMac và AirPods 2 2019 trong thời điểm này, trong đó iMac mới có màn hình Retina 4K với kích thước 21,5 inch và 27 inch hệt như đàn anh đã ra mắt trước đó. Phần nổi bật của phiên bản mới nằm ở cấu hình, điểm được đánh giá là bước chuyển mình lớn nhất trong việc cải tiến dòng sản phẩm máy tính để bàn của Apple. Cụ thể, iMac 2019, 27 inch sẽ được trang bị bộ vi xử lý thế hệ thứ 9 của Intel và đồ họa Radeon Pro Vega, cho phép máy hoạt động nhanh hơn gấp đôi và mang lại tốc độ hiệu suất đồ họa nhanh hơn 50%. Đây cũng là lần đầu tiên sản phẩm có sẵn cấu hình 6 lõi và 8 lõi thay vì chỉ có sẵn 4 lõi như trước đây tương tự như người Anh lớn 27 inch. IMAC215 INCH cũng dùng chip đồ họa Radeon Pro Vega. Ngoài ra, sản phẩm còn được nâng cấp với bộ vi xử lý Intel 6 lõi thế hệ thứ 8, cũng là sản phẩm để bàn cỡ nhỏ đầu tiên của Apple có số lõi này. Ngoài ra, chiếc tai nghe mới của Apple cũng lên kệ với hai phiên bản, tai nghe với hộp sạc không dây giá 6,9 triệu đồng, tai nghe với hộp sạc dây giá 5,9 triệu đồng. Về sản phẩm Airpods phiên bản thứ hai tạo khác biệt lớn nằm ở con CHIPH1, thay thế cho CHIP1 trước đó, với khả năng chuyển đổi kết nối giữa các thiết bị nhanh hơn 2 lần, cải thiện 1,5 lần thời gian kết nối khi đàm thoại, giảm độ trễ âm thanh tới 30%. Thêm nữa, trong khi phiên bản cũ phải mất 2 lần chạm để kích hoạt trợ lý ảo thì ở phiên bản mới, người dùng chỉ cần nói Hey Siri, trợ lý của Apple sẽ được kích hoạt và chờ nhận lệnh. Quốc Phan